góp phần làm cho bóng đá thêm phần thú vị chính là những bàn thắng có 1-0-2, hài hước nhưng mà cũng không kém phần vi diệu trên sân cỏ. Cùng chúng tôi điểm qua những pha lập công độc lạ ấy. Một pha ném biên vào thẳng gôn đỉnh của đỉnh nhưng mà lại vào thẳng gôn nhà, khi thủ môn và hậu vệ không hiểu ý nhau đã dẫn đến tình huống đốt lưới nhà vô cùng hài hước như thế này đây. Anh chàng thủ môn này đã có pha cứu thua xuất thần, nhưng mà spotlight lại thuộc về đồng đội của anh. Một tình huống phản lưới nhà phải nói là kỳ dị, khiến công sức của chàng thủ môn như đổ sông đổ bể. Có nhiều cách để đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng mà cách này thì rõ là muốn chọc tức đối thủ rồi. Và anh chàng đã đạt được mục đích của mình, may là nhanh cái chân chứ không là ăn tẩn vì cái màn treo ngươi này rồi. Không làm mà cũng có ăn là đây chứ còn đâu. Hy sinh một chút nhưng mà bù lại có bàn thắng được ghi bằng mặt để sau này kể cho con cháu nghe thì cũng đáng chứ nhỉ. Không hẹn mà gặp, hai chàng thủ môn này lại có bàn thắng phản lưới nhà theo cách tương tự nhau. Đẹp đấy, bất ngờ đấy, nhưng mà chuẩn bị mài mông trên ghế dự bị luôn nha. Gãy sớm thì ăn gì? Trường hợp này chắc là ăn năn hối lỗi, cơ mà dù có hối lỗi thì cũng đã muộn màng rồi nha. Tình huống khó tin diễn ra phút 47 trận PSG tiếp đón Lyon trên sân công viên các hoàng tử. Paris Saint-Germain có pha phản công nhanh nhưng gặp khó, bất ngờ thay, pha phá bóng của hậu vệ Fernando Marcan vô tình biến thành pha phối hợp cực đẹp để mà phản lưới nhà từ khoảng cách hơn 5m. Chắc chắn đây là pha xử lý để đời của anh. Quá áp lực trước pha đuổi bám của đối thủ, anh chàng thủ môn áo vàng này đã chọn cách giải quyết vô cùng nhẹ nhàng, đó là sút bóng vào luôn khung thành của mình. Sau pha bóng này, không biết anh ấy còn đứng trên sân được không đây? Ở tình huống này, Ronaldinho lén chạy từ đằng sau thủ môn của Santos và cướp bóng ghi bàn vào gôn trống. Tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng này, thậm chí còn rút ra một chiếc thẻ vàng để cảnh cáo ngôi sao Brazil. Lại thêm một bàn phản lưới nhà đến từ vị trí thủ môn, khó vậy mà cũng làm được thì chịu rồi. Một pha solo ghi bàn đầy ấn tượng và có lẽ đội bóng áo đỏ phải thầm cảm ơn quả sân vận động lồi lõm này. Còn anh chàng thủ môn thì có vẻ như là vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bởi rõ ràng là anh đã nhắm kỹ lắm rồi cơ mà. Một bàn thắng khó tin của Cavani trong màu áo MU. Từ đường phát bóng của David De Gea, Cavani bắt đầu chạy chỗ để phá bẫy việt vị. Khi bóng dường như sượt qua gầm giày của Bruno Fernandes, Cavani đã chạy lên trên hàng thủ Fulham. Cú chạm của Fernandes đồng thời đặt Cavani vào thế có thể di chuyển xuống. Tiền đạo Uruguay quan sát thấy thủ môn Alphonse Areola dâng cao, liên sút ngay từ khoảng cách 35m, bóng bay cao quá tầm với của Areola rót vào lưới Fulham. Tại trận đấu Barcelona 4-0 và Valladolid, tiền đạo Lewandowski cho thấy được kỹ thuật dứt điểm thượng thừa với pha ghi bàn giật gót chéo góc cực kỳ điều nghệ. Trung vệ người Tây Ban Nha Sergio Ramos đã thể hiện phẩm chất kỹ thuật trong bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của PSG trước Nantes ở siêu cúp Pháp 2022. Cụ thể sau một tình huống lộn xộn trước khung thành của Nantes ở phút 57, Ramos có một pha giật gót bất ngờ đưa bóng đi vào lưới. Một pha ngã người đánh gót ngẫu hứng của Giroud đưa bóng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn đối phương không thể cản phá. Bàn thắng không chỉ đẹp ở kỹ thuật mà nó còn là kết quả của màn phối hợp tập thể nhuần nhuyễn của các pháo thủ trước đó. Đây chính là bàn thắng đã giúp anh nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm 2017 của FIFA. Một khoảnh khắc ngoạn mục đã diễn ra trên sân San Siro.
Theo Hernandez có bóng từ gần vòng cấm sân nhà. Anh đi bóng một mạch đến khung thành đối phương, bình tĩnh vượt qua sự truy cản của 3-4 cầu thủ Atalanta, rồi dứt điểm tung lưới đối thủ. Tổng quãng đường mà Hernandez di chuyển rơi vào khoảng 90m. Ở phút bù giờ thứ 5, thủ môn Alisson Becker bỏ khung thành lên tham gia tình huống, đội nhà được hưởng quả đá phạt góc. Không hậu vệ chủ nhà nào theo kèm cầu thủ cao 1m91 này và Alisson ung dung bật cao đón cú treo bóng của Alexander Arnold đánh đầu tung lưới đồng nghiệp Sam Johnstone phía West Brom. Ở tình huống này, Mohamed Salah đi bóng từ cánh phải trước khi thực hiện đường chuyền vào trong. Darwin Núñez di chuyển từ phía sau để vượt mặt hậu vệ Real Madrid trước khi thực hiện pha đánh góc ngẫu hứng từ cự ly gần khiến Thibaut Courtois bất lực. Vừa rồi là những bàn thắng khó tin có 102 trong bóng đá. Đừng quên để lại bình luận sau khi xem hết video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới.